Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua mang thương hiệu của Java Fuoco. Đây là một dòng xe cao cấp của Java, được trang bị cấu hình 105, khung nhôm cả carbon các bác nhé. Và chiếc xe rất là cao cấp, trang bị cấu hình 105. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và chiếc xe có tông màu chủ đạo là màu đen phối hợp với màu vàng và xanh. Xe rất là khỏe, với bộ khung khí động học, khung dẹp cho xe lướt nhanh hơn, không chịu nhiều lực cản của gió, khung dẹp các bác nhé. Em đánh giá chiếc xe này 85%. Trên khung xe có những vết, đây là giấy ni lông thôi, có thể bóc ra, các bác có thể bóc ra được. Những vết xước nhỏ như này không đáng kể trên khung xe, không ảnh hưởng đến chất lượng của xe cả. Yên nguyên zin của DK, cọc yên nguyên zin của DK. Vâng, và yên thì còn rất là mới. Khung aluminum pro. Chiếc xe này trang bị khung nhôm cả carbon, rất là nhẹ nhé. Công nghệ làm nhôm của chiếc xe này rất tốt. Nó sẽ rơi vào tầm 7 đến 8 cân toàn bộ xe. Java Fuoco. Đây gần như một mẫu xe cao cấp nhất của dòng Java về cấu hình nhôm, bộ khung nhôm rồi. Càng carbon, các bác thể thấy những vân vân carbon đây. Nguyên zin của Java Fuoco. Cụ đề 105. Phanh ba mảnh Techo. Phía trên đây thì chiếc xe được trang bị ghi đông cổ phốt nguyên zin của DK. DK một hãng làm phụ tùng độc quyền của Java các nhé. Quý. Trên đầu xe có một chiếc khiên với biểu tượng của hãng Java. Xe được trang bị bộ tay lắc cao cấp của 105. Rất nhiều bác đã hỏi em về những chiếc xe mà trang bị cấu hình 105. Hôm nay em về một chiếc. Bên này bên clip các bác nhé. Bên này bên đĩa, tay bấm bên đĩa, tay lắc bên đĩa. Tổng cộng là 22 tốc độ, 11 tip và 2 đĩa. Vành nhôm hai lớp của DK, vành đĩa các bác nhé. Vành của vành rất là đẹp. Tất cả đồ đều nguyên zin theo xe. Lốp thì vẫn được trang bị, được nâng cấp lên lốp Continental, lốp hiệu các bác nhé. Đây các bác có thể thấy đây. Các bác nào đã tìm hiểu xe không quá lạ với hãng Continental rồi. Hai, vâng. Xe được bộ lốp là 700x23C. Dây âm sườn cao cấp. Dây được đi dây âm sườn. Vâng, và xe có chiều cao xay đứng là 50. 50 các bác nhé. 50 51.
Và khung ngang là 53. Vâng, phù hợp các bác từ 1m63 đến trên 1m7 đến 1m73 có thể đi vừa chiếc xe này. 75. Xe được trang bị bộ lip 11 tầng và đùi đĩa 2 tầng. Giờ sẽ đi vào đánh giá chuyển động của xe. Bê đan của DK, bê đan đạm các bác nhé. Vâng, và xe được trang bị 11 tầng lip. Lên lip phủ đề của 1.5. Nhạt đĩa 1.5 luôn. Xuống lip. Bên tay phải là bên đĩa. Đùi đĩa 2 tầng. Nhạt đĩa 1.5. Vâng, chuyển động rất tốt các bác nhé. Bánh quay rất là bon. Vâng, quán vừa review xong chiếc xe Java Fuoco. Chiếc xe được trang bị bộ group của 105. Tất cả đồ nguyên zin theo xe. Khung nhôm càng carbon. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em với giá 12.500.000. Miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709993 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh kia xe đạp và nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe có tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.